Xin kính chào và cảm ơn quý vị đã và đang theo dõi video. Thưa quý vị, ở video này KTV xin chia sẻ cùng quý vị cách để hoán đổi các token chạy trên cái mạng lưới blockchain Aptos thông qua cái sàn DEX là aptosswap.net. Ở đây KTV sẽ sử dụng cái ví mất tiền. Rồi, bây giờ KTV sẽ chọn vào Connect, chọn vào cái ví mà quý vị đã cài đặt. Ở đây, KTV sử dụng cái ví mất tiền. Rồi, chọn vào Connect, chọn vào App Pro. Ok, đã kết nối thành công. Trong cái phần Exchange Token, quý vị hãy chọn cái ô From. Ở đây KTV sẽ chọn là APT. Auto KTV sẽ chọn là USDT. Quý vị cần có APT để làm phí mạng lưới blockchain. Và quý vị muốn có APT thì quý vị có thể vào Airdrop để nhận. Vì đây là APT testnet cho nên quý vị có thể nhận thoải mái. Rồi, KTV sẽ hoán đổi từ APT sang USDT. Quý vị có thể nhập cái số lượng hoặc chọn theo cái giá trị. Ví dụ KTV sẽ chọn vào 25%. Ok, thì một cái giá trị tương đương nó sẽ tự nhận bên dưới. Chọn vào swap để hoán đổi. Chọn vào approve để đồng ý. Ok, đã hoán đổi thành công và quý vị sẽ thấy thông báo trên màn hình, quý vị có thể click vào. Và đây là một cái trạng thái giao dịch đã hoàn thành. Rồi và đến đây thì KTV xin kết thúc video này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi video. Nếu thấy video hay và hữu ích, quý vị hãy like, chia sẻ và theo dõi kênh.